này có cái mùi thơm của lúa nha. Đang ở trên cầu Cần Thơ nha các bạn. Đây, bây giờ chuẩn bị. Hey, hi, xin chào các bạn nha, mình là Philip. Chào mừng các bạn với kênh Philip Phú Quốc. Ở trong video này là mời các bạn cùng mình để mà đi khám phá, đi tham quan ở những cái nơi vùng miền Tây sông nước nha các bạn. Có những cái vườn trái cây dọc theo những cái bờ sông, có nhiều người bán cái hàng rong ngồi rất là thú vị nha. Đặc biệt là trái cây ở miền Tây chân thì giá cả rất là rẻ. Và những gặp những cái con người ở đây thì chất phát một mặt đơn sơ. Thời tiết giờ này cũng mát mẻ nha các bạn. Đây chỗ này là cái con kênh rạch nha các bạn, cũng như con sông vậy đó. Ở miền Tây thì những cái con sông kiểu này nó sẽ kết nối với nhau rất là nhiều nha. Mình đang đứng đây là địa phận huyện Dòng Riền, Kiên Giang nha các bạn. Đồng lúa vàng trên này nè, bông. Đây có cái mùi hương thơm của lúa nha, hương bã non á, rất là thơm luôn. Đây, cánh đồng lúa ở miền Tây sông nước. Có điều mình thấy rất là thú vị nha các bạn. Các bạn nhìn bên tay phải nè, là những cái cánh đồng lúa nó chín hết trơn rồi. Nhưng mà bên tay trái là những cái cánh đồng lúa nó mới có gọi là xạ thôi, mới có được vài 5-7 ngày vậy thôi. Đây sông Vàm Cỏ nha các bạn. Đây một con sông nhìn thấy rất là đẹp luôn. Ở những cái bờ sông này có những cái cây dừa nước nè. Xa xa kia là mình thấy một chiếc xe người ta mua chấu nữa. Những cái căn nhà cạnh dòng sông. Đây các bạn, ở trên đây là những cái bao lúa nè. Bên này là người ta là lúa đã, người ta đã thu hoạch, người ta đang cắt nè. Bên này là những cái bao lúa màu vàng vàng nè. Người ta sẽ dự trữ trong những cái bao lúa kiểu này để mà bán cho những cái thương lái nha các bạn. Bây giờ thì lúa ướt lúa khô rồi, thương lái cũng mua hết trơn. Ngày xưa là phải phơi lúa rồi, rất là vất vả. Đây là cái con kênh nhỏ nha các bạn. Bên này là đường lộ, còn bên đó là kiểu như là khu dân cư vậy nha. Thì mấy bạn thấy nè, ở trên con kênh á, nó có những cái lưới màu xanh xanh kiểu này nè, là người ta sẽ nuôi con này con kia nha, nuôi lươn, nuôi cá đồ này kia đó. Còn ở dọc bờ này thì người ta cũng trồng cây đồ này nha bạn. Đây là những cái đám rau mà người ta trồng cạnh lộ luôn nha các bạn. Dọc đường chỗ này là người ta trồng nguyên một cái con đường khóm luôn các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn nè. Còn là những trái khóm thôi. Huyện Gò Vau, hẹn gặp lại quý khách. Nãy giờ đi qua Dòng Tiền, Gò Vau, rồi một số cái địa phận nữa trong tỉnh Kiên Giang nha các bạn. Dọc theo những cái con đường này hết trơn thì tìm hiểu về văn hóa, cuộc sống của những cái người dân miền Tây. Xa xa tí là gặp cái cây cầu quá sông nước chỗ này nha các bạn, nên mình lại bữa nay mình lại phát hiện cái một điều nữa đó, đó là cái những cái cây cầu này nó là giống như là một cái mốc rới để mà đánh dấu cái địa phận huyện này huyện khác ở trong cái kiểu như là đánh dấu lãnh thổ đó cho người ta dễ nhớ các bạn. Ở dưới này thì mình thấy là có một chiếc xe đang cần cẩu đang múc cái gì nè, chắc là khai thác cát cái gì. Bên đó là có cái ghe mua cát nữa nha. Đang múc là mình cũng tức múc gì nữa. Tạm biệt Kiên Giang nha, chuẩn bị sang thành phố Vị Thanh. Thành phố Vị Thanh này là thuộc tỉnh Hậu Giang ở miền Tây nha. Đây, còn 47 km nữa là tới Cần Thơ nha. Chạy sớm giờ cũng cỡ 2 tiếng mấy rồi. Đi dọc theo con đường này là vườn trái cây hai bên nha các bạn. Đồng lúa nè, bên này nó có vườn xoài nè, nãy mình thấy vườn bắp, rồi vườn mít, vườn chuối, vườn dừa. Đây, rất là nhiều vườn nha. Bây giờ cũng mệt nha các bạn, bây giờ ghé vô cái tiệm này bán bắp nha. Đấy, đi vòng vòng ở đây người ta trồng bắp rất là nhiều, không biết là như thế nào, bây giờ ghé vô mua bắp ăn. Bán giờ trái bắp hả chị? Bắp này bán sao vậy? Đây là dưa gan, giả chín nè. 5.000 trái hả chị? Lấy em 4 trái đi. Vô đây ngồi ăn nha, như là có món giọng đúng không? Dạ. Đây là bắp nấu nha. Đây, 1 trái 5.000. Đây, bắp trái 5.000 nha bạn. Bằng anh một là thấy bằng anh một lon bò cũng đi. Dạ dạ. Bò không cần lon nhiêu anh? Lon nhiêu? 20 ha. Vâng. Ủa, cho bao nhiêu bạn? 15 chứ đâu. Xin cái tẩy luôn nha.
Đây nha bạn, trái bắp này người ta lột dùm cho mình luôn nha. Đấy, tính tiền lên là con, cái bắp với nước nhiêu tiền vậy? 300 ngàn. Dạ. 4 trái bắp 20 ngàn, với lại một cái lon Redbull 15 ngàn nha bạn. Đây, nó đang còn hơi nóng. Thơm lắm nha. Nóng quá. Ngọt. Để tiền nha. Mời các bạn ăn miếng bắp nha. Giờ này là 12:47, nãy giờ là chạy khoảng 2 tiếng đồng hồ. Còn ngọt dai dai. Bắp này ở bên Phú Quốc là bán là một trái là 10 ngàn nha. Còn đây nông thôn là chắc người ta bán rẻ hơn. Đây là vườn bắp nha. Xa xa kia là lúa, xa xa kia nữa là dừa, mít. Cái chỗ này là cánh ruộng mà người ta đã thu hoạch rồi nha các bạn. Thì có những con vịt nó đang đi kiếm ăn nè. Bên này gọi là cái giớn nha. Cái giớn này kiểu giống như cái bẫy cá vậy đó. Thì cá nó sẽ đi vào đó, và sau đó nó sẽ chui vào rồi người ta sẽ thu hoạch. Đặc trưng ở miền Tây là có cái vụ này nha. Có chỗ khác mình không biết nữa. Nhưng mà miền Tây thì mình gặp cái pháp mà chưa gặp. Đây là cái con đường nông thôn nha các bạn, thì thường xuyên thấy người ta bán những cái quầy kiểu này, bán hàu sữa, bán dừa nước, rồi bán mấy cái nông sản mà ở đây, dừa nước rồi nè, rồi hàu sữa nè, rồi khô, rồi rắn, rồi ốc. Ở đây người ta bãi này nhiều lắm nha, đi vòng khoảng 10 mét là sẽ có một cái quầy. Khoảng 10 mét là gặp quầy, 10 mét là gặp quầy. Đấy. Thúc nốt rồi đó nè. Đây nha các bạn, cảnh người dân cầm cái cây càng xịt thuốc nha. Bây giờ đã xịt bằng máy bay thì có kiểu như là cái mô hình xịt này dẫn ái nha. Thường ở miền Tây sẽ nhiều hơn cái vụ này. Nói cầm cái cây gạt qua gạt lại, đi tới đi lui cho đến khi nào mà hết cái công ruộng các bạn. Rất là vất vả nha. Bên này có canh này ảnh đặt lập chuột nữa các bạn. Đang đi đường gặp cái hồ bông súng này nè. Hồ súng đây cá ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang này nha. Mấy cái bông súng này nó có rất là nhiều màu, nhìn đã lắm. Đây là hồ súng nha, hồ bông súng đó. Đây có cái màu này, màu trắng trắng tím tím nè. Bên này cái đám bên đây á dân á thì nó màu hồng hồng đỏ đỏ vàng vàng. Cái đám bên này á dân á thì nó là những cái màu vàng vàng nè. Hồ súng đẹp cực kỳ. Nhìn vui vui mắt. Hồ này cũng nhỏ thôi. Này có những cái hoa 10 giờ nữa nè. Xen lẫn giữa những cái rừng cây, cũng đây là một cái vuông bông súng nữa nè. Súng mình nhìn có một màu thôi, nhìn cũng rất là đẹp. Xung quanh là những cái vườn cây, vườn xài, vườn ổi, rồi lúa đồ. Đây trước mắt các bạn, đây là địa phận thành phố Cần Thơ nha các bạn. Cuối cùng cũng đến thành Cần Thơ rồi. Đây nãy giờ khoảng xuất phát từ Lạch Giá lúc 11 giờ, giờ này cũng tầm khoảng 3 giờ rưỡi rồi nha. Vừa chạy vừa ngắm cảnh, tham quan du lịch, quay phim được. Hai các bạn nha, mình đang ở đứng trên cầu Cần Thơ các bạn. Đây, bây giờ chuẩn bị qua Vĩnh Long để thăm một người bạn của mình đó. Đây là cái cầu Cần Thơ đỏ đỏ rất là đẹp. Đây cái dòng sông là rất là rộng lớn luôn mà nha. Vị trí từ trên cao nhìn xuống các bạn rất là đẹp luôn nha. Hai cái cầu nhỏ nhỏ mini các bạn. Đây là cầu Vĩnh Long. Đây là chợ đêm ở Vĩnh Long nha các bạn. Đây kêu hai cái ly chè này uống nè. Đây đang đây uống nước với một người bạn ẩn danh nha các bạn. Đây nha, mời các bạn ly chè Thái nha, chè Thái Vĩnh Long. Có nhiều thứ đó các bạn, xanh đỏ tím vàng lục lục nha. Ngọt đây là 7 giờ sáng các bạn. Mình đang đi dạo vào cái khu chợ Hữu Thành, Vũng Liêm, Vĩnh Long nha. Buổi sáng thì ở đây bán đồ rất là tấp nập đông vui.
Vâng vâng, quay Tuấn Vy Tuấn chơi ạ. Dạ vâng ạ. Vâng vâng, đi du lịch chơi con. Cái con chợ này thì dọc bên hai bờ sông nha các bạn. Sáng mà ngồi ăn ở đây ngắm cảnh ngồi sông cũng rất là lãng mạn nha. Chợ này mình thấy cũng khá là rộng đó. Ở đây là cái cặp dòng sông. Bên kia một cái khu rất là lớn nữa. Xin chào các bạn nha, mình đang đứng ở trên cái cầu nhỏ xinh xinh ở Vĩnh Long nha các bạn. Đây, chuẩn bị đi vào cái khu chợ chỗ này. Quay phim review rồi chơi, các bạn đi cùng mình nha. Đi qua cái cầu nhỏ nhỏ xinh xinh. Bên này người ta bán cá, bán thịt, đồ các kiểu trên đời này nha. Giờ sẽ đi hết, dạo hết một vòng chợ này. Bánh trái rồi các kiểu. Buổi sáng thì rất là tấp nập đông vui. Ở trong là cái nhà lồng chợ, nhà bên hông này có bán rau củ quả rồi nữa nè. Sáng đi chợ sớm. Đây đa dạng rất là nhiều mặt hàng nha, chỗ này có đồ cơ khí rồi cái cào đồ nữa nè. Búa xà beng rồi. Được chơi chứ em. Bên này có bán vàng nữa các bạn. Bên này thì bây giờ làm như là tới mùa trung thu đó nên người ta bán lồng đèn cũng rất là nhiều. Đây, những cái lồng đèn nhỏ nhỏ xinh xinh. Quầy trái cây nho rồi các kiểu. Ở Vĩnh Long này thì hoa quả cũng rất là nhiều nha. Ở đây là chuyên về hoa quả là chính, trái cây rừng rồi vườn trái cây rồi đó. Đi hết khu chợ bây giờ ra chỗ con đường này là con đường lớn nha các bạn. Ở đây là cũng là một cái thuộc cái dạng vùng nông thôn đó nên chỉ có cái này là tấp nập thôi. Bên này cũng rất là đông vui nè, bán trái cây, xe cộ đồ. Đây là chợ Hưu Thanh nha, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long nè. Đây, mình đang đứng dưới này, đứng ở trước chợ rồi tiếp tục đi dạo vòng vòng ở trong kia tham quan ngắm cảnh, có thể sẽ mua một số món nào đó ăn nha các bạn, mời các bạn đi mình nha. Nho Mỹ 1 ký 60 ngàn. Nấm rơm. Để xem có cái gì lạ lạ mua. Đồ. Cái này quần áo. Xe chạy rất là tấp nập đông vui. Sáng rất là rộn ràng nhé. Ở ngoài này thì đông vui hơn, còn ở phía trong lồng chợ thì cũng ít. Đa số người ta đi bên ngoài là nhiều.
trứng, cây khô. Này bán bún đồ đó nè. Cơm tép rồi. Nhìn chung thì nó cũng sẽ bán những cái mặt hàng thủy hải sản như những cái khu chợ khác thôi. Bây giờ đi vô cái lòng chợ luôn nha. Đây. Đây có bán bánh đồ nữa nè. Quay cho chợ này sắp sửa bánh nước tới rồi. Quay cho có phong trào. Đây mắm. Trong này là bán thịt heo nha. Ở ngoài kia thì bán rau, củ quả đồ nhiều, trong này thì thịt heo. Gia súc, gia cầm, hải sản, ếch rồi đó nè. Đó là cái cây cầu nhỏ nhỏ xinh xinh hồi nãy kìa. Ga xe nha. Đây bán đồ ăn cũng khá là nhiều. Tí nữa mình có hẹn với anh bạn là đi ăn sáng ở nhà anh bạn đó, giờ lại đi qua thăm mấy cô bên kia nên là sáng sẽ không có ăn sáng ở đây, chỉ tham quan vòng vòng thôi. Rồi đây các bạn, đàn ông rất là đảm đang nha, sáng giữa tô rồi đằng kia các kiểu nha. Đây. Kênh của con là Philip Phú Quốc đó chú. Đây. Lên đó tối nay có. À, chỗ này gắn với bên kia thấy cũng đông lắm. À. Quá xá, đàn ông quá đảm đang nha các bạn. Dạ cảm ơn chú ạ. Đây là địa phận Vũng Liêm, Vũng Liêm Vĩnh Long. Xung quanh hai bên đường là trồng những cái bông hồ vàng vàng đẹp đẹp để vui. Đây các bạn, nãy giờ chạy qua kênh rạch các kiểu 30 cây, bây giờ thăm người chú. Đây chú này quen quen mặt mà chưa biết tên đó, với người anh em Yên nha. Đây, ở đây là Vĩnh Long. Chú là Thiện. À chú Thiện nha. Ba Thiện. Anh em lâu ngày có dịp mới gặp nha các bạn. Đây là mấy anh em tôi là những người tin Chúa nha. Đấy, lâu lâu có dịp gặp nhau. Đây nha các bạn, mời các bạn nha. Đấy, dưa leo nè, rồi ớt nè, nước mắm, hột vịt này, cá khô này, nó canh này cũng là lạ nha các bạn. Đây bữa nay có dịp rồi ghé đây là Vĩnh Long đúng không? Thì thầm chú với anh bạn ở đây nha. Đây mời các bạn ăn cơm dùm mấy chú chớ mình nha. Nói chung là có duyên gặp là cũng là một cái điều rất là hạnh phúc nha. Đây mời mọi người. Đây là chú Thiện Vĩnh Long các bạn. Sao cái này cá gì? Đây là cái món cá chiên nè. À cá chiên ha. Cá nhỏ này là cá mòn gà, cá mòn gà, cá sông nha. Dạ. Nó nhỏ. Dạ. Con này là cá sủ. Cá sủ ha, là nó lớn có thể nó cả 2 kg lần. Cũng ở sông luôn đúng không? Cá sông. À cá sông luôn ha. À, còn cánh đầu canh này là canh gì nữa? Thế lạ đó vậy? Đủ món hết luôn. À. Canh chua trong này là có cá út. À. Cá út là cũng là cá sông. Dạ dạ. À, cá út này là thì có dùng rồi nè, đó. Dạ. Cá út này. Cá út ha. Sông. À. Cá này nó có gai. À, thấy canh chua này cũng lạ nha, nói chung là chỉ chắc miền Tây mới có rồi đúng không, chứ mấy bên Phú Quốc là không thấy á. Còn mấy cái này thịt kho hồng vịt thì cũng quen rồi. Từ ông ăn cái xuống là miền Tây à. Dạ. Các bạn có con nó có trứng nè, nó ăn nguyên ổ trứng. Nó dễ dẻo không? Mình nấu trứng. À, đây là cá út nè. Cá út của mình đây trong nước nó nhỏ lắm, kiểu cá út. Hay ăn thịt cá út nha. Nó còn lớn lắm. Mà tại vì cái loại này cái lưới này nó nhỏ. À. Dai dai ngon ngon mà nhìn nó có mùi thơm ghi ghi nha. Các bạn nhìn nó có mùi thơm đặc trưng á. Đây là bông súng các bạn, phải bông súng không phải là gì, phải môn cái gì cái. Không phải. Cái này là bạc hà đúng rồi, bạc hà nha, đấy, bạc hà các bạn. Đây, thấy chưa? Nó giống như cái lục bình nhưng mà mặn này ăn được nha, lục bình thì ăn không được.
sực sực. Bình ăn được đó. Cũng nồi canh ở đây. Nồi canh này có đậu bắp nữa nha. Cái đậu bắp này có đúng là đủ vị nha. Cái con cá này nó cái gì trời? Cá sủ. À cá sủ hả bạn? Cá sủ giống như cá trâu quá trời. Sủ là trâu đó đúng không? Mà biết. Biết không? Cái con cá này á, chứ là con cá sủ vàng á. Cái dân đánh cá á, con cá sủ vàng rất là mắc. Trời rất mắc á. Sủ vàng, sủ vàng hả? Con cá sủ nhi không? Sủ nhi là cá trẻ trâu. Này mời bạn miếng cá sủ nè. Cái giải nó vậy đó. Nhưng mà cái mình nó bóng như vàng vậy đó. Trời ơi, cá sủ vàng ha. Con nói anh tao cá này dài dài đó. Ghê vậy. Cá sủ vàng mấy ngàn mấy chục triệu mình nè. Mấy ngàn đô, mấy chục ngàn mấy trăm triệu mình nè. Ồ vậy hả? Sủ vàng. Còn cái giả cái dây dãy nó cũng như gan gì nè, chắc là để làm kiểm quá đúng không chứ đúng không, không còn cá sủng này thì thấy ăn gì thịt cũng dai ngon á, sủng là ngon, cá sủng là ngon, dai dai ngon á, rất là ngon nha, nhiều gia vị nhưng mà mình thấy có một cái đặc trưng á đó là có sả đấy nha các bạn, lúc trước giờ mình ăn canh chua không có sả nhưng ở đây có sả nha, mà ăn vô thấy rất là thơm ngon nha. Đây ở bên hông này có trồng cái dàn dây leo nha các bạn, trên dây đó. Đấy, xung quanh này có những cái cây dừa nè. Căn nhà này cũng thấy cũng ngọt lắm nha bạn. Đấy, con đường đi vô nhà là giống như rừng vậy nha. Đây, con nhà rất là đơn sơ, gia đình văn hóa. Nãy giờ ăn cơm sống dân thì chú mời đặc sản là chanh dây sau vườn. Đây, cái vườn chanh dây mình quay bên hông đó, nước chanh dây. Thấy mấy cốc này cũng cổ cổ nha các bạn. Cốc này thời của Tăng Thủy Hoàng. Tăng Thủy Hoàng luôn á. Mời các bạn uống miếng chanh dây nha. Nó chua quá. Hả? Nó chua lẹt. Nó chua. Chắc là chưa để đường nữa đâu. Có để đường. Nó chua nha. Nhưng cái chanh dây nguyên chất nó chua. Đây nha, uống nước chanh dây rồi gốm đó nha. Đấy. Nói chung là người dân ở miền Tây thật thà chất phác. Đơn sơ. Đây là cái vườn khổ qua đắng nha các bạn. Người ta dân lưới ở trên con kênh, người ta trồng ở trên này. Đây trái hủ qua nè. Đây, ở đây bạn thấy nè, ta muốn đồng mọc rất là nhiều luôn nè. Vào mùa mưa hết trơn thì đâu muốn này mọc rất là nhiều. Bên đây là cái vườn chanh, có ao cá, mít. Đây nha, bây giờ cùng một anh em với một gia đình cô chú nữa đi thăm gia đình tiếp theo bạn. Mình cũng không biết gia đình nào nữa, nhưng là anh này ảnh dẫn đi đâu thăm đó thôi. Mấy anh em tin chứa với nhau, lâu lâu có dịp gặp rồi thăm giao lưu ăn uống rồi cho vui. Một con đường ở miền Tây, cái này gọi là kênh rạch nha các bạn. Con đường rất là nhỏ thôi, đủ cho xe hơi đi được. Đây nha, vượt qua những con kênh, con rạch, bây giờ lại ghé thăm nhà này nha các bạn. Có cái săn bóng chuyền ở trước cửa nữa nè nha. Đây nha, mấy anh chị em này đang thăm, mấy chú này đang nằm chắc bệnh một chỗ nha các bạn. Đây, cái ngôi nhà này là nó nằm kiểu như ở chính giữa ruộng nha, xung quanh là toàn là những cái vườn cây ăn trái thôi. Đấy, thì ở trong cái ruộng chỗ này thì có mấy căn nhà chỗ này, nhìn xung quanh toàn là cây ăn trái không nè các bạn. Đi mà cái chân vững được này ha, là đi xuống dưới này. Ổn tính ra số này đi lại sao vậy? Đây là cái con đường đi ra vào nha các bạn. Đấy, vừa mới thăm cái gia đình đó, bây giờ chuẩn bị đi qua thăm gia đình khác nữa nha. Đây, cái chỗ này là cái đường mương nha, hay là cái đường nước đó. Đây, chỗ này là mấy cây dừa nước nha. Chắc là bên kia là bờ sông, chỗ này có cây dừa nước, nó mọc cũng nhiều nè. Đây là trái dừa nước. Đây nha các bạn, đang đi ở trên đường. Đấy, nhưng mà bên này chân là cái kênh rạch, người ta đã thi công rồi nên nhân con đường đi không được, bây giờ quay dài luôn. Đi vô con đường này cũng khá là bí hiểm nha các bạn. Cuối cùng cũng tới nơi rồi. Bên này có cây ổi nè. Bên này có cái chòi nữa nè các bạn. Cái chòi bắt qua dòng sông rất là lãng mạn này nha.
Nên bây giờ cùng với mấy anh em trong đây đi thăm gia đình trong đây đó nha. Mình được chả biết gia đình nào, chung là anh em ở đây dẫn đi đâu đi đó. À, này là con gì chị? Hến. À, hến ha. Để cho chú mấy ký chú mang về dạ. Dạ. Con thích mình thì chứ hôm qua con quên mất bé. Lỡ này mình mò dưới sông nữa hả? À mò dưới sông đó, xuống dưới là bắt rồi ha. À. Ok, hến hến này thường mình bắt lên mày bán người ta 1 ký nhiêu chị? À 10 ngàn rẻ quá ha. Đây là bánh tét ở miền Tây nha. Đây, ở miền Bắc thì là bánh chưng, còn ở miền Tây gọi là bánh tét này các bạn. Hến hến xong cái này là chị bắt bao lâu mới được nhiêu con nước là bắt mười mấy ký nhưng mà khoảng mấy tiếng kìa 3 tiếng bắt được mười mấy ký hả 15 ký 14 ký dạ bắt tay mò mò ấy mò mò ở dưới ha con không có cào được bắt tay bắt tay cái này em nhiều đó ai hôm nay giờ chào chào chị nha dạ, dạ. À, chú ơi chị rất liền nha chú đây các bạn hay tạm biệt gia đình chị Nghĩ đây em biết tên đó nha chuẩn bị đi tiếp gia đình nữa nha các bạn hay mời các bạn đi cùng mình nha thăm những nông dân chất phát chặt bà ở miền Tây hay đến thì chị này tặng cho hai chú này bọc này cái gì chặt sò cái gì qua này hến nha hến bắt 1 ký 10 ngàn nha các bạn bác cũng bao tiếng bác quả nó bán 1 ký 10 ngàn bạn mở lên nha rồi cho đi lên tivi luôn đó ngầu lắm đó mà mối nhầm khi người ta ghé này nó mua hến vậy đó đây hồi nãy là trời mát ngay giờ này là trời nắng nữa các bạn 4:20 mà còn nắng nó mới có 4:30 rồi bây giờ anh em dẫn thăm nhà này không biết nhà nào đó nha nhưng mà đi cùng mấy anh em cho vui mình thấy đa số những cái người dân ở miền Tây này thì rất là chất phát thật thà đơn sơ giờ đây được bạn chó chào nha các bạn đây, ông bà lão mấy anh em này thăm ông bà lão nha đang ngồi đây ông ăn thịt cá em yếu phía trước là mình thấy những cái đống gạch và cao cao kiểu giống cái ngọn núi nè cái này là người ta để dành làm gạch nha các bạn người ta sẽ lấy bùn đất sét ở dưới những cái con kênh rạch lên người ta làm thành những cái viên gạch như chỗ này đây là cái con kênh rạch nha lúc này là thủy triều đang xuống thì thủy triều đang xuống rồi nè người dân sẽ tranh thủ mà mò mấy cái con hến như hồi nãy nha các bạn đây đồng lúa người ta đang xạ các bạn giờ này là buổi chiều hoàng hôn đang buông xuống nè nhìn cũng rất là đẹp ở nông thôn dưa hấu này ký nhiêu chị ký 8 ngàn ha lấy em 2 trái đi lấy thêm trái nào đó đi đang bọc ha dáng bọc cái đó đi à. Giá tiền đây các bạn dưa hấu Vĩnh Long ký 8 ngàn mua hai trái ngàn chơi vui nha đây, bữa tối đang ở Vĩnh Long nha các bạn hội chợ đây cũng rất là đông vui náo nhiệt có 2 ngàn thôi nha giờ này là 7:30 nha ở đây người ta cũng rất là đông giờ này là 5:36 nha các bạn. Nãy giờ thấy mấy anh em ba đi thăm những cái cũng 4-5 gia đình rồi, đa số những cái người già neo đơn rồi các kiểu đó. Thì thấy mấy anh em đâm này có một cái niềm vui rất là lớn đối với những cái người già lớn đó nha các bạn. Đây, mình theo là chỉ nghe cho vui thôi. Bây giờ chuẩn bị chạy 30-35 km để về lại nhà. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video về du lịch ẩm thực miền Tây của mình trong cái hành trình này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn.